Công ty Vimec đang tiến hành đấu nối điện từ tủ điện xuống động cơ để kết nối đồng bộ cho khách hàng. Trước khi về với nhà máy, khách hàng chỉ cần đấu điện vào nguồn cấp là có thể vận hành sử dụng được bơm luôn, không cần phải làm thêm các động tác là đấu vào tủ nữa. Vimec đã đồng bộ sẵn. Đây là bơm bánh răng KCB 483.3 dùng để bơm dầu và di chuyển ở trên nhà xưởng ở bất kỳ vị trí nào, đã có sẵn khớp nối nhanh. Video được thực hiện bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Vimec.